À, chào các bác nhá. Một cái dòng kéo liên doanh, dòng kéo 3 mét. Thì hôm nay em sẽ đi cắt thử luôn, tỉa cái cây nhãn này, nhà em vừa mới vặt quả xong này. Với cái kéo này nó rất tiện lợi nhá, dành cho các bác cắt quả trên cao và tỉa cành rơi trực tiếp với những cái cây nhãn mà các bác thu hoạch rồi. Thì các bác có thể sử dụng chiếc kéo này để tỉa cành, để tới vụ sau thu hoạch tiếp. Và hôm nay em sẽ chi tiết về cái cách cắt giữ quả nhá, bởi vì cũng rất nhiều bác mua kéo, các bác vẫn chưa biết cái cách giữ quả. Đấy, thì đây là cái phần giữ quả đây. Các bác nhìn, đây là một cái cành nhãn mà em giữ quả nhé. Cho gộp xuống như này. Giữ quả không bao giờ rơi nhé các bác nhé. Một cái cành cũng khá to. Và cái cách để làm thế nào để giữ quả thì ở phần tay cầm. Khi các bác mà muốn giữ quả chặt như thế này thì cái phần tay cầm của các bác phải nắm chặt vào nhé. Các bác sẽ nắm chặt vào như thế này, không được nhả ra. Khi quả mà đặt xuống đất rồi thì các bác mới nhả tay ra nhé. Thì như vậy mới là giữ quả trên cao. Còn nếu các bác mà cứ cắt mà nhả ra ngay là quả nó lại rơi theo. Đấy, và đây là cái cây nhãn này nhà em thì vừa mới thu hoạch xong. Khi mà cây nhãn vừa mới thu hoạch xong thì các bác cũng cần phải làm cỏ cũng như là cây sấu đấy. Thì với một chiếc kéo như thế này thì nó có hai chức năng. Đó là ba chức năng nhé. Một chức năng là giữ quả trên cao và chức năng tỉa cành rơi trực tiếp và cưa. Đấy thì cái phần em sẽ cắt thử một chùm nhãn luôn. Đấy, đây là cái dòng kéo 3 mét rất chi là cao nhá. Các bác thấy không? Vô cùng là ngọt. Thì với một cái mẫu kéo này thì các bác xem video một chút em nói giá luôn để các bác nhà mình tham khảo. Cái dòng này thì chắc bác nào tham khảo có thể mua được và vô cùng là sắc ngọt nhá. Thấy em cũng quay trực tiếp cắt luôn để các bác nhà mình được xem. Tỉa hết những cái cành không cần thiết đi. Một chiếc kéo như thế này rất chi là hữu ích giúp cho các bác vặt quả trên cao này. Ví dụ như ở nhà các bác mà có gấc, có bầu, có bí, có mướp, có ổi, có vú sữa thì đều có thể sử dụng vặt được hết nhá. Đây là một chiếc kéo cao hết tầm là 3 mét đấy. Chiếc kéo hàng liên doanh nhá. Với cái mẫu kéo như thế này thì bên em nhận ship đi toàn quốc. Các bác ở đâu em có gửi tới tận nhà các bác. Và giá thì em đã bao ship hết rồi nhá. Giá sẽ bao ship hết các bác. Đấy thì em lại chi tiết về cái dòng kéo để dưới này. Đây là cái mẫu mới. Cái mới này thì là chưa sử dụng nhá, để em chuẩn bị gửi cho các bác đấy. Còn nhà em thì lúc nào em phải bỏ ra để sử dụng rồi, bởi vì vườn thì rất nhiều cây ăn trái. Đấy thì với một chiếc kéo cắt cành trên cao mới thì đi cùng sẽ có một lưỡi cưa. Lưỡi cưa đây nhá. Chi tiết của một chiếc kéo này nó sẽ như thế này. Và giá em gửi cho các bác thì sẽ là 550.000. Giá bao ship đến tận tay các bác nhé. Cái dòng này thì ở đợt này nó hạ rất chi là tốt, sắc bén. Đây là cái phần cắn tay cầm này. Tỉa nhãn thì cực thích nhá. Đây, em mới tỉa, nhà em tỉa có mấy phút thôi. Đã tỉa được hết cái bề mặt của cái cây nhãn này rồi. Tỉa cho đợt sau ra quả. Với một chiếc kéo cắt cành trên cao này thì dành cho toàn thể các bác làm vườn, các bác nông dân, hoặc là các bác làm cây cảnh muốn tỉa cây ban công, tỉa hoa ban công đấy ạ. Còn các bác nông dân thì ví dụ như là nhãn cao, bưởi cao, hoặc là cành la ra bờ ao không vặt được, cây lòe xòe ra ngoài cổng, các bác có thể sử dụng chiếc kéo này để cắt tỉa. Một chiếc kéo rất chi là hữu ích và giá thì lại cực kỳ hợp lý. Thì cái video này thì em cũng vừa nói giá mà cũng chi tiết về cái cách dùng để toàn thể các bác khi xem được cái video này thì được biết với cái dòng kéo này, đặc biệt của nó, thân của nó sẽ là hình lục giác nhá. Hình của nó không phải là tròn đâu, lục giác này, giúp các bác cầm rất chi là dễ. Một chiếc kéo thì đi theo một lưỡi cưa này. Phần cặp quả là phần lưỡi vàng này. Còn phần bên này là phần tỉa cành rơi trực tiếp như nhà em vừa mới tỉa đấy nhá. Đấy thì với cái mẫu kéo 3 mét này thì các bác mà xem được cái video này của em, các bác trên mọi miền Tổ quốc muốn đặt cái dòng kéo này thì hãy để lại số điện thoại ở dưới cái video này, hoặc là alo trực tiếp tới đầu số điện thoại là 0869054295. Đấy là số điện thoại chính của bên em, chuyên cung cấp về tất cả những cái dụng cụ làm vườn, dụng cụ bonsai, dụng cụ cây cảnh. Đấy thì một cái video ngắn em cũng vừa chi tiết về mẫu kéo 3 mét và cũng báo giá luôn với các bác rồi nhá. Đấy, giá rất chi là hợp lý, bác lao tham khảo cũng có thể mua được cái dòng này. Thì một cái video ngắn em xin kết thúc ở đây. Các bác mà quan tâm tới dụng cụ nông nghiệp, dụng cụ làm vườn thì đừng quên ấn like, chuông và đăng ký kênh nhá. Mỗi video em sẽ đăng tải một sản phẩm để các bác nhà mình được tham khảo. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau.